và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đảng cho tự do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ bảy ngày 19 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Trung Quốc chi 180 tỷ đô la tăng cường quốc phòng năm ngoái. Hạ viện Mỹ thuận bán chiến đấu cơ tối tân cho Đài Loan. Kính thưa quý vị, mục đích tiến trình thực hiện cùng mức bồi hoàng, kế hoạch tái định cư vân vân, những gì liên quan đến việc thu hồi đất phải được công khai cho người dân biết. Đó là chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác tiếp dân và giải quyết những khiếu tố của dân về đất đai. Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, việc thu hồi đất phải được thực hiện chặt chẽ, phải căn cứ quy hoạch và thực hiện đúng theo quy hoạch được phê duyệt cho người dân có thể hiểu được. Ông cũng yêu cầu từng bước công khai, minh bạch trong những trường hợp thu hồi đất để xây dựng các khu kinh tế hoặc khu thương mại, song song với sự minh bạch trong phương án hỗ trợ tái định cư, bảo đảm theo đúng chính sách và pháp luật, sát với thực tế, hầu có thể tạo sự đồng thuận cũng như sự ủng hộ từ người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu để sửa đổi những bất cập trong luật và nghị định về đất đai nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Một điểm khác được ông Dũng đề cập tới là không sử dụng quân đội khi đi cưỡng chế đất. Trung Quốc chi hơn 180 tỷ đô la vào chương trình hiện đại hóa quân đội năm 2011, cao hơn nhiều so với con số Bắc Kinh thông báo. Trung Quốc cũng là kẻ xâm nhập táo bạo, chuyên đào tạo những điệp viên kinh tế sừng sỏ nhất thế giới báo cáo thường niên của bộ quốc phòng hoa kỳ về khả năng quốc phòng của trung quốc đệ trình quốc hội hoa kỳ cho biết như vừa kể năm ngoái trung quốc đầu tư rất mạnh vào kỹ thuật chế tạo tên lửa hiện đại và khả năng gây cuộc chiến trên không gian ảo đồng thời tung gián điệp lấy cắp những thông tin kỹ thuật cao gây thiệt hại đáng kể cho sự an toàn của nền kinh tế hoa kỳ với sự kiện trung quốc đang chế tạo thêm nhiều tàu sân bay và chiến hạm phúc trình nhấn mạnh chiến lược bành trướng của bắc kinh vẫn được thực hiện ráo riết và liên tục khiến Trung Quốc luôn luôn là mối đe dọa thường xuyên của nước Mỹ. Đây cũng là báo cáo đầu tiên của Lầu Năm Góc kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ phát động chính sách then chốt nhằm tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hồi tháng 3 năm nay, Trung Quốc loan báo ngân sách quốc phòng dành cho năm 2012 tương đương 106 tỷ đô la, nói là tăng hơn 11% so với năm 2011. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không tin con số này, nói rằng Trung Quốc không tính tới những món tiền lớn không kém mà họ chi vào những lĩnh vực liên quan đến quân sự. Trong khi đó, tại Washington, Hạ viện Hoa Kỳ lúc chiều tối thứ Năm đã bỏ phiếu thuận cho chính phủ bán những chiến đấu cơ tối tân F-16 cho Đài Loan, hầu giúp đảo quốc này đương đầu với đà phát triển quân sự của Trung Quốc. Việc bán vũ khí cho Đài Loan cũng là một phần của kế hoạch tu chính luật quốc phòng được Hạ viện thông qua không trở ngại. Tuy nhiên, kết quả còn chờ qua biểu quyết của Thượng viện mới có thể thành luật. Dân biểu Kay Ranger, người ủng hộ chính yếu đối với luật tu chính này phát biểu rằng, Đài Loan cần được trang bị vũ khí mạnh mẽ thêm, không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp những chiến cụ đã cũ, trong lúc mức độ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc diễn ra quá nhanh từ mấy năm nay. Hồi tháng 9 năm ngoái, hành pháp Obama chấp thuận ngân khoảng 5 tỷ 585 triệu đô la để giúp nâng cấp những máy bay chiến đấu mà Đài Bắc có sẵn, nhưng lại ghiềm việc bán lại máy bay chiến đấu mới và tân tiến cho Đài Loan. Chính phủ Australia tăng cường quan hệ quân sự và an ninh với Nhật không nhằm mục đích gây khó khăn cho Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác. Ngoại trưởng Bob Carr của Australia tuyên bố điều này trong cuộc họp báo kết thúc chuyến đứng thăm Tokyo. Ông cho hay Australia và Nhật Bản vui mừng khi thấy những quốc gia như Trung Quốc hay Ấn Độ ngày càng phát triển tốt, đồng thời cũng nói rõ chuyện một nước này tăng mức quan hệ với nước khác là điều rất bình thường phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Nhật và Australia ký kết bản hiệp ước đối tác chiến lược, trong đó có điều khoản hai bên sẽ trao đổi tin tức tình báo và an ninh. Ngoại trưởng Australia cũng nói thêm rằng là cả Canberra lẫn Tokyo đều muốn duy trì quan hệ vững mạnh với Bắc Kinh, tin tưởng Trung Quốc sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc xây dựng trật tự và ổn định cho thế giới. Và thưa quý vị, một số công ty lớn của Hoa Kỳ bắt đầu thảo luận với chính phủ Miến Điện về những dự án có thể sẽ thực hiện trong một ngày gần đây. Trong số những công ty đã tiếp xúc với Rangoon có công ty GE. Những dự án mà GE muốn thực hiện bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, điện lực và y tế. Tin tức này được phổ biến ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đồng ý nới lỏng cấm vận mới Miến Điện và loan báo chọn ông Derek Michel làm đại sứ Mỹ ở Miến. Thượng nghị sĩ Jim Webb phát biểu rằng ông hoan nghênh quyết định của Nhà Trắng, nhưng vẫn tin rằng Hoa Kỳ nên hủy bỏ hạn cấm vận thay vì chỉ nới lỏng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afetungviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ a -tự do info Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Trang Như xin kính chào tạm biệt quý vị.